Hiện nay đối với một số bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo cần sử dụng kỹ thuật cao, cần điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trên, người dân đang phải đi theo trình tự lấy giấy chuyển tuyến trong năm, gây tốn kém, mất thời gian. Do vậy, mới đây, Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng đến cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Đề xuất này nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm nay. Theo Vụ trưởng Vụ bảo hiểm y tế Trần Thị Trang, đề xuất này của Bộ Y tế nhằm đảm bảo quyền lợi của người mắc bệnh mãn tính, dù ở tuyến trên hay tuyến dưới, thì người bệnh đều được hưởng phạm vi quyền lợi và thuốc tốt nhất phù hợp với năng lực của cơ sở y tế. Dự thảo cũng đề xuất một số trường hợp dù đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bất kỳ đâu, nhưng nếu khám chữa bệnh ở trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm y tế huyện cũng hưởng 100% quyền lợi. Đây là điểm khích lệ người bệnh đến với các cơ sở y tế ban đầu. Ngoài ra, một số điều trị về tật khúc xạ như lác, cận thị, hiện nay quỹ bảo hiểm y tế mới chi trả cho trẻ dưới 6 tuổi, thì tại dự thảo luật bảo hiểm y tế lần này, Bộ Y tế đề xuất chi trả luôn cho trẻ dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi người bệnh, dự thảo luật bảo hiểm y tế đề xuất các bệnh viện sẽ thanh toán cho người bệnh. Sau đó, các chi phí này sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với bệnh viện.